Tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 31 tháng 3 năm 2018. Tuổi Tý. Hôm nay là một ngày tốt cho những chuyến đi xa và sum họp bạn bè. Trong gia đình, không khí tràn ngập niềm vui. Với những người còn độc thân, dự đoán các bạn sẽ có một cuộc gặp gỡ thú vị. Riêng về sức khỏe, đề phòng tiêu hóa kém. Tuổi Sửu. Cuối tuần này là thời điểm thuận lợi để bạn sửa chữa nhà cửa, trang hoàng nơi ở. Về sức khỏe, tạm thời không có gì đáng lo. Trong lĩnh vực tình cảm, bạn cần phải nhớ rằng muốn duy trì sự hòa hợp với người ấy, tuyệt đối không được áp đặt và cố chấp. Tuổi Dần. Bạn may mắn thoát khỏi một tình huống khó khăn bằng sự tinh tế và khéo léo trong giao tiếp. Chuyện tình cảm hôm nay cũng không phát sinh bất kỳ trục trặc nào. Về lĩnh vực công việc, sự tự tin thái quá có thể khiến bạn bị nhiều người ghen ghét. Tuổi Mẹo. Hãy kiểm soát tiền bạc của bạn bằng tất cả sự nghiêm túc, bởi lẽ bạn có nguy cơ bị mất một số tiền khá lớn vì sự nhẹ dạ cả tin. Với chuyện tình cảm, những người còn độc thân có cơ hội bắt đầu một mối quan hệ dài lâu, sức khỏe ổn định. Tuổi Thìn. Một số thay đổi về công việc hay hoạt động kinh doanh khiến bạn cảm thấy lo lắng. Bạn nên có sự chuẩn bị chu đáo trước khi bị nhấn chìm trong hàng loạt rắc rối. Không khí gia đình ấm cúng. Về sức khỏe, gan của bạn có thể bị quá tải, nên chú ý chế độ dinh dưỡng. Tuổi Tỵ. Nhiều ý tưởng độc đáo cùng tìm đến bạn, thế nhưng tử vi cho rằng sẽ là vô ích nếu bạn quá vội vàng thực hiện khi chưa cân nhắc thật kỹ lưỡng. Tình cảm gia đình hài hòa. Với chuyện tình yêu đôi lứa, bạn nên hài lòng với những gì mình có, đừng đứng núi này trong núi nọ. Tuổi Ngọ. Sự xuất hiện của bạn mang đến nhiều niềm vui cho những người xung quanh. Chính vì thế, hôm nay bạn có cơ hội trải nghiệm cảm giác được chào đón và gắn bó với bạn bè, người thân, gia đình. Nếu bạn đang kinh doanh, lợi nhuận cũng khá tốt. Tuổi Mùi. Các dự án quan trọng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của một người khác phái. Những khó khăn về nguồn vốn cũng nhanh chóng được tháo gỡ. Về chuyện tình cảm, các bạn đang có khúc mắc với người yêu, người bạn đời, nên tận dụng dịp may của ngày hôm nay để hòa giải nhé. Tuổi Thân. Với lĩnh vực tài chính, những mong đợi của bạn về một sự chuyển biến tích cực đã thành hiện thực. Nhờ đó, bạn thành công với các dự án dài hạn hay bắt đầu một kế hoạch quan trọng. Cuối tuần này, những người còn độc thân sẽ tìm thấy niềm vui trong tình yêu. Tuổi Dậu. Không khí gia đình đầm ấm, con cái mang đến cho bạn nhiều sự hài lòng. Trong hôm nay, bạn nên hạn chế chi tiêu để không gặp khó khăn về sau. Với lĩnh vực sức khỏe, bạn có thể đối mặt với một số vấn đề có liên quan đến hệ tiêu hóa hoặc xương khớp. Tuổi Tuất. Theo tử vi, hôm nay bạn có thể gặp nhiều may mắn trong các mối quan hệ tình cảm. Đồng thời, bạn còn nhận được tin vui từ một người ở xa hay một món quà bất ngờ. Sức khỏe tốt. Nếu muốn đi xa, bạn có thể khởi hành ngay hôm nay. Tuổi Hợi. Xử lý những rắc rối tài chính của bạn trước khi chúng trở nên nghiêm trọng hơn. Trong trường hợp có quá nhiều thứ phức tạp, bạn nên tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm. Với sức khỏe, bạn nên cẩn thận và tập trung khi điều khiển xe để tránh va chạm.